Thưa quý vị, vài năm gần đây, tình trạng sốc nhiệt khi tham gia các giải chạy marathon tăng đáng kể. Việc gắng sức khi tham gia các giải thể thao đường dài gây ra nhiều tác hại tới sức khỏe của các vận động viên không chuyên. Mối lo về sự nguy hiểm ngày càng tăng khi các phong trào thể dục thể thao ngày càng phát triển. Mới đây, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã cấp cứu và điều trị cho 6 bệnh nhân bị sốc nhiệt, lơ mơ, yếu tứ chi sau khi tham gia giải chạy marathon tại Hà Nội diễn ra vào cuối tuần qua. Hai ngày trước, khoa cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận 6 bệnh nhân trong tình trạng sốc nhiệt, rối loạn ý thức, lơ mơ, yếu cơ tứ chi, hạ huyết áp, da khô, thiểu niệu, xét nghiệm có tình trạng tăng men cơ, suy giảm chức năng thận. Được biết, 6 bệnh nhân đang tham gia giải chạy marathon. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ cấp cứu ban đầu bằng việc làm mát cơ thể, truyền dịch, theo dõi dấu hiệu sinh tồn, chức năng các tạng của người bệnh. Sau đó, 6 bệnh nhân được chuyển sang khoa hồi sức nội khoa và chống độc và khoa nội thận lọc máu để tiếp tục điều trị. Hiện tại, tình trạng cả 6 bệnh nhân tạm thời ổn định, huyết động trong giới hạn, chức năng thận dần được hồi phục. Sốc nhiệt do gắng sức hay thường gặp ở những người trẻ khỏe mạnh xảy ra sau phơi nhiễm với nhiệt độ môi trường tăng cao và đồng thời do sự sinh nhiệt lúc thể dục hay là gắng sức và đặc biệt là những vận động viên không chuyên khi mà tham gia các giải chạy marathon. Sốc nhiệt làm tổn thương đa cơ quan bao gồm hệ thần kinh trung ương, hô hấp tuần hoàn, gan, thận và huyết học, gây ra tình trạng suy đa tạng nhanh chóng nếu không được xử trí y tế kịp thời và thậm chí là có thể dẫn tới tử vong. Một số dấu hiệu giúp cho mọi người nhận biết sớm tình trạng sốc nhiệt bao gồm rối loạn ý thức như là hôn mê, cơn động kinh, rối loạn hô hấp như là khó thở, suy hô hấp. Để hạn chế tình trạng sốc nhiệt thì cần lưu ý các vấn đề như là quan tâm tới môi trường tập luyện, thích nghi với nhiệt độ, mặc trang phục nhẹ và tránh ánh nắng trực tiếp. Dừng lại khi cơ thể thấy không khỏe, đảm bảo cơ thể luôn được bù nước. Thưa quý vị, thời gian gần đây nhiều người lan truyền thông tin uống nước ion kiềm có thể chữa bệnh và thậm chí là chữa bách bệnh. Thế nhưng trên thực tế thì việc nghe và thực hiện theo những phác đồ điều trị, lời tuyên truyền thiếu cơ sở khoa học như vậy rất nguy hiểm, thậm chí có thể nguy hiểm tới cả tính mạng. Vào hôm nay 15 tháng 10, Bệnh viện Bạch Mai thông tin về nhiều trường hợp ngộ độc, bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch vì nghe quảng cáo truyền miệng uống từ 5 đến 6 lít nước chữa bách bệnh, đó là thứ được gọi là nước ion kiềm. Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ngộ độc, thậm chí khó thở, hôn mê, bất tỉnh do uống loại nước được truyền bá có khả năng chữa bách bệnh. Như trường hợp của bệnh nhân 60 tuổi ở Sóc Sơn, Hà Nội, được đưa vào viện trong tình trạng mệt lả, chân tay bủn rủn, nôn mửa nhiều ngày không dứt, nôn ra dịch dạ dày dịch mật. Theo bệnh nhân, lâu nay bà bị nhiều bệnh, từ dạ dày, tá tràng, đại tràng, u tuyến giáp, tê bì tay chân. Vì thế khi nghe người dân truyền tay nhau về địa chỉ uống nước chữa bách bệnh ở ngay trong khu vực, bà cũng tìm đến và xin được chữa trị. Hàng ngày chỉ uống duy nhất loại nước được lấy từ một máy lọc, có thể pha thêm một chút muối cho dễ uống và không ăn gì hết. Mỗi ngày uống từ 5 đến 6 lít nước, chỉ định trong 10 đến 15 ngày. Trước đó, Bệnh viện Bạch Mai cũng tiếp nhận chùm ca bệnh dùng nước kiềm để chữa bệnh. Kết quả xét nghiệm lượng ure, kali và creatinine trong máu các bệnh nhân đều tăng rất cao. Ure gấp 3 lần bình thường, creatinine gấp 10 đến 15 lần bình thường. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai, việc uống quá nhiều nước bình thường như nước lọc hay là nước đun sôi để nguội trong một ngày, kể cả ở những người khỏe mạnh cũng là rất nguy hiểm rồi. Uống quá nhiều nước và cụ thể là gấp 2 đến 3 lần nhu cầu cơ thể thì có thể gây ra một loạt nguy cơ như là phù thủng, phù phổi, pha loãng máu, hạ natri máu, phù não, hôn mê, co giật và tử vong. Với các bệnh nhân này, uống lượng lớn nước kiềm một ngày thì lại càng nguy hiểm hơn. Uống quá nhiều nước kiềm, độ pH của dịch dạ dày bị giảm do pha loãng, thay đổi pH của máu gây ra nhiễm kiềm chuyển hóa. Và điều này tưởng chừng như đơn giản, thế nhưng lại vô cùng nguy hiểm và phức tạp. Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, thời tiết tại thủ đô Hà Nội vẫn duy trì ngày nắng kèm sương ẩm, xuất hiện chủ yếu về đêm và sáng sớm. Nền nhiệt tuy ít biến động nhưng độ ẩm không khí có xu hướng tăng dần. Và trong bản tin dự báo mùa mới nhất thì Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết vào chiều nay xuất hiện vùng mây đối lưu sẽ gây mưa rào và có thể có dông cho khu vực các tỉnh phía Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội. Theo cơ quan khí tượng dự báo, chiều và đêm nay cả ba miền có nhiều điểm có mưa to đến rất to, trong đó Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ có nơi trên 100mm. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 14 tháng 10 đến 8 giờ ngày 15 tháng 10 có nơi trên 60mm, như tại Xuân Lập của tỉnh Tuyên Quang là 115mm, Quy Kỳ Thái Nguyên 63mm, núi Thành Quảng Nam 90,6mm, Bình Sơn Quảng Ngãi 100mm.
Tại Hà Nội, chiều tối và đêm nay 15 tháng 10, vùng mây đối lưu sẽ gây mưa rào, có thể có dông và mở rộng sang các quận khác thuộc trung tâm thành phố như Hoài Đức, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Từ ngày 19 đến 21 tháng 10, Hà Nội tiếp tục ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió trên cao gây mưa rào và dông, nhiệt độ giảm tới ngưỡng lạnh. Ngày 15 tháng 10, chất lượng không khí Hà Nội có ở mức có hại với chỉ số chất lượng không khí AQI trên 100, ngưỡng tốt là từ 0 tới 50. Với chỉ số chất lượng không khí này thì những người nhạy cảm được khuyến cáo tránh hoạt động ngoài trời. Các nhóm đối tượng nhạy cảm như là người già, trẻ em, người bị bệnh về hô hấp nên hạn chế hoạt động ngoài trời để không ảnh hưởng tới sức khỏe. Những ngày gần đây, Hà Nội có nhiều thời điểm đứng top đầu thế giới về chỉ số ô nhiễm không khí. Mới đây, một hành động phản cảm đang được dư luận hết sức quan tâm xảy ra tại một cây xăng trên địa bàn thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa của tỉnh Long An. Cụ thể, khi một tài xế điều khiển xe ô tô vào cây xăng ở đây để đổ xăng, thì lái xe đã có hành động phản cảm khi ném tiền qua cửa kính xe để thanh toán cho nhân viên thay vì đưa tận tay. Theo đoạn clip dài hơn 30 giây ghi lại cảnh ô tô 4 chỗ vào cây xăng đổ xăng, khi nhân viên bơm đủ số tiền, tài xế mở kính xe và ném tiền xuống đất để người này nhặt lên. Hành động phản cảm này khiến nhiều người chứng kiến bức xúc. Qua xác minh, sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 12 phút tối 14 tháng 10 tại cây xăng Đông Sài Gòn, gần đối diện công viên Võ Tấn Đồ, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Theo nhân viên trực tiếp bơm xăng, người lái ô tô đã ngoài 60 tuổi. Lúc xăng đã đủ, bác tài không mở cửa mà chỉ kéo kính xuống rồi móc tờ giấy bạc ném ra nền xi măng trước mặt anh. Nhân viên này cũng cho biết rất bất ngờ trước hành động của người lái xe lớn tuổi này. Thưa quý vị, mới đây Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc đã trao thưởng cho hai phụ nữ sinh được 13 con trong bối cảnh nước này đang vật lộn với việc thúc đẩy tỷ lệ sinh vốn đang ở mức thấp nhất thế giới. Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc tuần trước tổ chức kỷ niệm ngày thai phụ lần thứ 19 tại khách sạn Glad tại khu Jeju-do, trao huân chương cho hai phụ nữ 60 và 59 tuổi. Cả hai đều sinh được 13 con. Khoảng 150 thai phụ và người thân tham dự sự kiện này. Bà Eom Ge-suk, 60 tuổi, được trao tặng huân chương Seong-yo, tức huân chương công trạng dân sự hạng 5 dành cho những người đóng góp thành tựu nổi bật trong chính trị, kinh tế xã hội, giáo dục hoặc học thuật. Bà Eom sinh 5 con trai, 8 con gái từ năm 1986 đến 2007. Bà từng viết sách về câu chuyện gia đình mình năm 2011, cũng như đi giảng về sinh nở tại nhiều nơi. 9 con lớn của bà đang đi làm, 2 người học đại học, 2 người đang học trung học. Bà mẹ thứ hai nhận được huân chương công trạng dân sự là Lee Young-mi, 59 tuổi. Bà Lee đã sinh 13 con từ năm 23 đến năm 44 tuổi, được vinh danh là bà mẹ nuôi dưỡng các công dân đóng góp nhiều vào lĩnh vực xã hội. Trong số 13 con của bà có một nghệ sĩ, một nhân viên ngân hàng, một nhà nghiên cứu, một nha sĩ, người con út học đại học, học trung học. Nổi tiếng nhất trong số 13 người là nữ diễn viên Hàn Quốc Nam Bora. Mới đây, các cửa tiệm bát xa ở thành phố Nam Ninh của Trung Quốc đã yêu cầu lắp ít nhất là 4 camera giám sát để ghi lại thông tin khách hàng sử dụng dịch vụ vào đêm muộn. Đây là một phần trong chiến dịch chống tệ nạn xã hội của giới chức địa phương. Trên mạng xã hội Trung Quốc, các quy định nghiêm ngặt này trở thành chủ đề nóng và thu hút hàng chục triệu lượt xem. Theo quyết định được chính quyền thành phố Nam Ninh Trung Quốc ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 11, dịch vụ massage được xếp vào ngành đặc biệt, phải tuân thủ loạt quy định nghiêm ngặt, đặc biệt là về hoạt động giám sát khách hàng. Những người đến quán sử dụng dịch vụ massage từ 2 đến 8 giờ sáng sẽ phải đăng ký tên, địa chỉ, số căn cước và số điện thoại. Các quán massage phải lắp camera an ninh ở lối vào, lối ra, tiền sảnh và thang máy, lưu trữ video trong ít nhất 60 ngày và không được phép xóa, sửa, phát tán hay là lợi dụng bất hợp pháp các hình ảnh này. Ngoài ra, tất cả các phòng massage không được phép lắp màn hình, vách ngăn hoặc những thứ có thể cản trở tầm nhìn bao quát. Các phòng riêng phải luôn được chiếu sáng đầy đủ, lắp kính trong suốt ở cửa ra vào và cửa sổ, cho phép người bên ngoài có thể quan sát rõ mọi thứ bên trong. Bất kỳ cơ sở nào không tuân thủ quy định có thể bị phạt tới 30.000 tệ, tương đương với 4.200 đô la Mỹ và bị đóng cửa 3 tháng. Nếu bị phát hiện có các hoạt động bất hợp pháp như cờ bạc, mại dâm thì cơ sở đó có thể bị phạt tới 14.000 đô la Mỹ. Thưa quý vị, sự xuất hiện của sao chổi luôn thu hút sự chú ý của giới khoa học cũng như những người yêu thích thiên văn. Và vào tối 12 tháng 10 vừa qua thì sao chổi A3
hay được cho là 80.000 năm mới thấy một lần đã tiến gần với trái đất, cách khoảng 44 triệu dặm. Người quan sát thiên văn trên toàn cầu đã kịp thời có thể ghi lại hình ảnh của sao Chổi thế kỷ khi nó bay qua bán cầu Bắc. Sao Chổi A3 được phát hiện vào tháng 1 năm 2023 bởi hai đài quan sát là Tứ Sư Chin San của Trung Quốc và hệ thống cảnh báo Atlas của Nam Phi đã đi vào hệ mặt trời và được chụp lại từ nhiều quốc gia như là Anh, Mỹ và các nước châu Á. Hiện tượng thiên văn này xuất hiện khoảng mỗi 80.000 năm một lần, có nghĩa là lần gần đây nhất sao Chổi này có thể nhìn thấy từ trái đất là khi người Nidelas còn tồn tại. Và theo Hiệp hội Thiên văn Quốc gia thì sao Chổi A3 được cho là có nguồn gốc từ đám mây Oort, một lớp vỏ khổng lồ bao quanh hệ mặt trời, chứa hàng tỷ thiên thể bao gồm cả sao Chổi. Sao Chổi A3 trước đó đã có thể quan sát được từ trái đất từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 khi nó di chuyển qua bán cầu Nam và sẽ còn tiếp tục xuất hiện cho tới ngày 30 tháng 10.